Alo, xin chào các bạn. Các bạn có nghe thấy mình nói không nhỉ? Mình nói đang rất là to đấy, các bạn có nghe thấy? Đây, mình ở đây nha các bạn nha. Đây, mình ở đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm không thể thiếu dành cho các bạn yêu thích làm video hoặc là live stream. Đây là chiếc mic không dây chống ồn rất là nhỏ gọn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn xem sản phẩm này nhá. Đây là bộ mic không dây K9 rất là hot. Bây giờ mình sẽ mở hộp sản phẩm ra cho các bạn xem bên trong có gì nhé. Đây là bên trong của hộp thì gồm có hai phần, gồm có một mic. Các bạn có thể mua bộ có hai mic cũng được nhé. Bạn nào mà quay video hai người thì các bạn có thể mua bộ có hai mic, một mic. Và một phần này thì các bạn sẽ cắm vào điện thoại của mình. Ở đây nó sẽ có cổng sạc, nó chỉ có một cổng sạc và không có nút nguồn gì cả đâu. Khi các bạn sạc cái phần này thì các bạn phải cắm vào điện thoại xong các bạn mới cắm sạc nhé thì nó mới vào. Điện thoại của bạn nào iPhone thì các bạn sẽ mua Lightning, còn các bạn điện thoại của các bạn điện thoại Android thì các bạn sẽ mua cổng tai si. Và bên trong hộp còn một dây sạc nữa, dây sạc tai si. Và ở phần mic này thì có một nút nguồn. Sau khi bạn cắm phần này vào điện thoại của mình thì bạn chỉ việc bật nút nguồn này lên và nó hiện lên màu xanh là được. Và ở đây sẽ có một cái đèn nó hiện lên màu xanh là được. Ở đây nó đang nhấp nháy là xanh đỏ thì không được nhé. Nó chỉ hiện lên màu xanh là được. Các bạn chỉ việc cắm như thế và không phải dùng qua app nào cả. Thì nó sẽ kết nối được luôn. Nó không cần phải dùng một app nào hết. Rất là tiện lợi, nhỏ gọn, kết nối dễ dàng.